Chào các bạn, mình là Super Show Anh Tuấn. Mình đang có mặt tại một cái khu quy hoạch rất đẹp thuộc phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò. Chắc hẳn là rất nhiều nhà đầu tư bất động sản không biết đến cái khu vực này. Bởi vì tại một cái vị trí như này, chắc chắn là rất nhiều người không hình dung lại có một cái khu quy hoạch rộng và đẹp như này. Đó, xung quanh là núi và phía trước của cái khu quy hoạch này chính là dòng sông Cấm. Dòng sông Cấm là dòng sông phía bắc thị xã Cửa Lò, và sông Cấm chảy qua khu vực cảng Cửa Lò. Đó, tức là cảng Cửa Lò là nằm ngay cửa sông Cấm. Đây là khu tái định cư và dân cư phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò nhé. Sau lưng là núi, xung quanh bao quanh là núi, phía trước là sông. Cái đoạn đường mà mình đang đi là đường 30m trong cái khu tái định cư và dân cư phường Nghi Tân này. Rất đẹp. Ở đây thì mình nghĩ về quy mô ấy, chắc là phải cả vài trăm lô, bởi vì mình thấy nó rộng quá, rất nhiều hecta. Không biết cụ thể là bao nhiêu hecta cả, nhưng mà mình thấy rất rộng. Và về phong thủy nhá, mình nói phong thủy ở đây rất đẹp, bởi vì sau lưng là núi, phía trước là sông, rồi phía ngoài kia là biển, rồi ngay gần cảng Cửa Lò luôn. Về địa thế phong thủy phải nói là hiếm có. Mình đang đi về phía núi. Ở đây thì rất nhiều lô, nhưng mà thông tin mình được biết ấy, thì vừa rồi người ta thông báo 16 lô. Ở cái con đường này, ngay cái trục đường này luôn, là người ta vừa đấu giá 16 lô. Giá khởi điểm nó đâu đó 90 triệu một mét vuông. Và giá trúng đấu giá là bao nhiêu nhỉ? 13-14 triệu nhá, là giá trúng đấu giá nhá. Mọi người thấy không? Đây là đường 12m này. Đất tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò. Như vậy thì giá đất ở đây cũng tương đối cao đấy. Cũng cao, nhưng mà quy hoạch đẹp thật. Các lô đấu giá vừa rồi là có diện tích là 140m², rộng 8, dài 17,5. Nhưng mà mình đánh giá là đẹp. Và cái hay nữa là pháp lý của nó cũng là sổ hồng vĩnh viễn, xây dựng tự do. Ở đây là vừa là đất đấu giá nhưng mà vừa là đất tái định cư. Bởi vì người ta sẽ giải tỏa một số hộ dân của phường Nghi Tân ngay khi khu vực cảng Cửa Lò ấy, các cái khu mà người ta quy hoạch kho đông lạnh, để đưa vào đây, để dời dân cư vào đây. Và khi mình đi xuống khu vực phường Thu Thủy hay là phường Nghi Thủy rồi Nghi Tân, thì mình thấy xung quanh dân ở kín hết rồi. Và cái quỹ đất rộng rãi như này là rất hiếm nhá. Nói chung là mình thấy đặc điểm của không chỉ là Cửa Lò, mà khi mình đến Diễn Châu hay là một số vùng, những cái vùng mà ven sông ấy, rồi những cái vùng mà ngư nghiệp ấy, những người mà vùng mà người dân hay đánh cá ấy, thì thường thường là sẽ quỹ đất nó không nhiều. Ví dụ như Nghi Hải nhé, phường Nghi Hải ở Cửa Lò mình cũng thấy đất không có, ngay gần sông Lam. Rồi lên Nghi Thủy này mình cũng thấy ít đất. Thì cái quỹ đất tại cái khu vực khu tái định cư và dân cư phường Nghi Tân này là giống như là cái nguồn đất dự trữ cho tương lai. Và những nhà đầu tư bất động sản thì có thể nghiên cứu sở hữu một lô ở đây. Mặc dù ở đây là dân chưa về ở, xung quanh cái khu này thì dân ở rồi, ở kín rồi. Phía bên này là cảng cá, đấy gọi là cảng cá gì nhỉ? Cảng cá Cửa Lò. Phía đầu này là cảng Cửa Lò này. Đi qua đầu kia là cảng xăng dầu này, rồi đi ra nữa là cảng người ta hay tháo giữa container ấy, nói chung là cảng Cửa Lò. Đó, bên kia là dòng sông Cấm. Ở đây thì cũng tương đối gần xã Nghi Quang. Buổi chiều ở đây dân cư hay đi bộ, rồi thể dục thể thao. Và cái khu vực này cũng là một trong những cái nguồn cung cấp thủy sản, hải sản
cho thị xã Cửa Lò và những cái vùng xung quanh. Mình đang đi về hướng cảng Cửa Lò. Thật sự là nếu như chọn một cái nơi ở để trong lành thì ở đây cũng là một lựa chọn tốt. Cũng là một nơi để đầu tư tốt, bởi vì quỹ đất ít thành ra giá đất nó sẽ có giá trị. Đi về phía đầu này là cảng. Đó, chúng ta đi lại đây để nhìn một góc. Sông Cấm, chắc hẳn là nhiều người biết đến sông Lam nhưng mà rất ít người biết đến sông Cấm. Sông Cấm nhá, cái Cửa Lò ấy là phía đông và đông bắc thì giáp biển, phía nam và tây nam thì giáp dòng sông Lam, còn phía bắc ấy thì giáp sông Cấm, phía tây thì giáp huyện Nghi Lộc, phía tây tây bắc là sẽ giáp huyện Nghi Lộc. Đó, hiểu về cái địa lý Cửa Lò là như vậy. Còn bờ biển Cửa Lò thì đâu đó là 10 hay 11 km thì đó mình cũng không nhớ rõ. Và phía bắc của nó thì giáp sông Cấm, còn phía nam nó giáp sông Lam. Đó, nó được ngăn cách là một cái biên giới tự nhiên là sông Cấm và sông Lam. Mọi người xem video cảm thấy thông tin bổ ích thì cho mình một like, comment và chia sẻ. Chắc là mình sẽ đi lùi lại một tí để mình đi ra cái chỗ người ta hay đậu tàu thuyền. Nói chung mà về địa thế phong thủy thì mình rất thích ở đây. Mọi người nhìn nhé, sông Cấm này. Đó. Xung quanh đây là người ta nuôi tôm. Người ta có những cái lồng nuôi tôm, rồi đầm nuôi tôm. Ôi, tàu thuyền này. Thấy đẹp không? Đẹp nhức xương luôn. Nhức nách luôn. Ở đây, nói chung là ở đây ấy, nếu mà về đây ở ấy, mà mua đất ở cái khu này ấy, thì không phải lo về hải sản. Mờ sáng ra đã có tàu thuyền về để mua hải sản rồi. Người ta đang làm mở rộng thêm cầu cảng đúng không? Cầu để cho tàu... Đó, phía bên kia người ta đang làm thêm cầu tàu để cho tàu thuyền neo đậu nhiều được thoải mái hơn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Nhớ like, comment. Đó, nhìn về góc kia là cảng Cửa Lò.